Ok, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Quỳnh Hình. Thì hôm nay thì mình sẽ làm trên cương vị là cho team nữa. Thì team của mình là Theo ở Đà Lạt. Thì sáng hôm nay là có một buổi chụp pre-wedding. Thì bây giờ là hiện tại là 5 giờ sáng. Mình bắt đầu là sửa soạn. Đó. Sửa soạn. Đây là bạn Kho chụp chung với mình này trên team nè. Rồi trong kia là cô dâu makeup đã xong hết rồi. Giờ là cô dâu makeup lúc 3 giờ sáng. Bây giờ chuẩn bị lên đường để vô chụp. Sáng nay thì mình sẽ chụp 2 điểm. Nếu mà xong được 2 điểm sớm thì mình sẽ tới điểm thứ 3 để mình chụp. Và tối nay thì chiều nay 1 điểm và tối nay 1 điểm nữa là xong. Thì cái xe này hôm nay mình đi. Thì hy vọng thì bữa hôm nay thì nắng nó sẽ đẹp và chụp nó sẽ thành công như cái dự tính của chúng của mình. Trắng hết luôn, không thấy gì luôn. Rồi, tới phim trường rồi mọi người ơi. Phim trường bị khổ quá, phim trường này. Tới phim trường trong truyền thuyết rồi đó. Mát mà. Mát không? Ai dạ, mẹ ơi. Rồi. Mình tới chỗ là phim trường mà to nhất Việt Nam rồi đó. Hôm nay thì không có đông nhìn người lắm. Cảnh ok, rất đẹp. Các bạn thấy không? Tối hôm kia là nguyên cái quả núi mà có sương nè. Cầm vậy? Mình làm. Cái đó đang nằm vậy. Chẳng đi chá. Ngắm cảnh chứ bạn. Dễ vậy. Kia đông dễ mang à. Ngoài của dịch. Tôi để đứng thở chút xíu đi. Ngửa mặt lên xíu đi. Chú để mất tiếng, chú để nè. Đứng Việt Nam nha. Thầy chú để. Em cầm cái tay bên này chứ. Rồi nhìn chú để cho em. Cười tươi nè. Rồi nhìn xuống bông đi. Ngửi, ngửi bông, ngửi, ngửi lá, ngửi cành, ngửi hoa. Rồi nhưng mà ngửa mặt lên nhẹ, ngửa. Rồi. Chú rể sát tới xíu nữa. Nhìn chú rể nhỏ quá. Gớp vậy. Này nắng lên nằm rồi. Nắng lên là chói hết rồi. Ok, mình đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi qua một cái nơi khác nữa. Nhưng mà cũng gần đây thôi. Quá đông. Không, đông vừa. Bây giờ thì mình tới cái địa điểm mới. Đây là cái đập gọi là Anchorage. Thì sáng nay mình chụp hai chỗ thôi. Rồi mình nghỉ, mình sẽ đóng máy vào lúc 8 giờ rưỡi sáng. Vì nếu mà sáng hơn á, thì nắng nó sẽ đổ trên đầu, đổ xuống. Chụp nó không ra cái được nên tranh thủ chụp lẹ. Rồi về. Hơi diêm vúa.
Rồi, mình để chụp xong buổi sáng rồi, bây giờ thì mình đi ăn phở tiến. Đây, quán phở xét bên cho bắt cấp luôn, rất là tiện. Rồi, vô. Ok, xin chào mọi người. Thì bây giờ là buổi chiều rồi. Bây giờ là 2 giờ rưỡi thì trời vừa mưa xong. Thì không biết là trời có tan mây để đi chụp tiếp hay không. Buổi chiều nay thì giờ nó mưa rồi mình nên mình phải tranh thủ đi. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Đó, thì các bạn chụp cứ vào mùa tháng này á thì là tháng 5 á thì bắt đầu có những cơn mưa đầu mùa. Thì nó cũng đẹp đó. Nhưng mà mọi thứ nó lại sẽ khó khăn cho việc chụp cưới. Đó, thì bây giờ mình cố gắng là mình chụp hết mọi thứ có thể để sau khoảng 5-6 giờ là mình xong. Và nếu mà bạn đêm chụp tiếp á thì mình chỉ cần sử dụng 1 tiếng thôi là mình sẽ xong mọi thứ. Đó, thì bây giờ mình đang trên đường để mình ra xe. Giờ đây mà vừa nói mệt quá. Vậy nó mới ra được chứ. Rồi giữ nguyên. Chú rể nhìn ra kia đây. Chú rể nhìn ra kia. Cô dâu nhìn xuống cái váy. Nhưng mà xoay mặt vô đây nè. Chú rể vẫn nhìn ra kia nhưng mà cô dâu xoay đây. Đó đúng rồi. Rồi, hai người đứng nhìn thẳng ra kia đi, đứng nhìn thẳng ra kia. Xoay lại đứng nhìn thẳng ra kia. Hồi chiều nay là ở chỗ Lavender mình đã đi rồi. Bây giờ thì mình chụp cái shoot cuối cùng. Đây mình chụp thêm thôi. Là ở một cái quán cà phê. Cho nó đủ tại cô dâu chú rể muốn chụp ở chỗ quán cà phê nữa nên mình chụp bên đó thêm. Đây, bây giờ mình đang chờ lấy xe em đi. Quán cà phê 59 Đại Duy Từ. Thấy anh lấy cái áo chưa? Chưa. Rồi quả quên mè nó. Ơi. Tháng 2 sáng vô đúng. Nổ. Ủa má nổ tới. Ê. Má 2 sáng chạy về nhà sáng thì xóm chửi luôn. Thấy cũng ngại thôi. Mất dậy đi. Đâu? Ê ổ ghế. Đậu dọc theo không? Bạn nôm hả? Không thấu ai thì bạn nam á, đốc lên lấy biển số rồi thôi. Chơi ngồi trong kìa. Ngồi thì... Lấy nữa mình cần chụp hình một chút xíu à. Được. Chụp cô dâu chú rể. Bên này của anh là photo Hồng Nguyễn gì phải không? Dạ đúng rồi. Ngồi đây ăn đi ba. Ừ ngồi đây ăn đi. Vô kêu nước đi, để vô kêu nước. Còn cái game này cho mình bấm đi. Ai, tên quán này mọi người. Ủa sao mà nó bú xe dữ vậy? Không biết là ơi, cho xe đây giá luôn gì vậy? Không biết hả? Ây trời, bố đi bà. Thì bây giờ là mình đã chụp xong rồi. Rồi đang kết thúc cái ngày cưới ngày hôm nay. Thì cũng hơi mệt. Nhưng mà bây giờ mình về mình tắm rửa xong mình lên đồ mình đi quẩy. Thì đêm nay là mình đã không còn bận tâm về công việc nữa. Mình sẽ đi quẩy. Biết còn sức để quẩy không thôi. Thì cảm ơn mọi người rất nhiều vì thời gian qua đã ủng hộ những video của mình. Thời gian tới thì mình sẽ làm những video mới và có cái gì hay thì mình chia sẻ với mọi người. Thì cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thì đây là cái quả đầu của mình à, toàn cũng đi cắt với mình luôn. Thì đây là hai quả đầu của mình. Đó. Đầu của Khoa là nó ngắn nên cắt một xíu là xong rồi nè. Đầu Bùi nè. Đầu mình nên đầu Phòng. Đầu Bùi Phòng à, nên... Cái này là cái kiểu này mình cũng cắt nhiều lắm rồi. Nhưng mà bây giờ lâu lâu mình cũng cắt lại để cho mình cảm thấy là đổi cái kiểu mới. Cái bữa trước là mình là xù ù ở đây. Bây giờ mình cho sau. Đó là cái đầu mình đây. Đó. Ở đây mọi người đang
quay chuẩn bị cho event nè. Kêu leo cao cái là ở đầu chú xú ở đầu má kiểu tâm điểm bánh hình các bạn. Còn đây là cái đầu ạ. Đó, không hết cái tâm điểm nữa.